Hello, chào cả nhà, lại là Hân đây cả nhà ơi. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục series ăn gì vòng quanh thế giới thì Hân sẽ ăn món sầu riêng Mu San Kin của Malaysia nha cả nhà. Đây được mệnh danh là vua sầu riêng. Nhìn trông rất hấp dẫn luôn, nhưng mà ở bên đây á, người ta chỉ bán sầu riêng đông đá thôi và khui sẵn như thế này nè. Thì hôm nay Hân đã mua một hộp rồi. Bây giờ Hân mời cả nhà thử thưởng thức với Hân món sầu riêng đông đá Mu San Kin này xem nó có ngon không nha cả nhà ơi. Đây nha cả nhà ơi, đây là hộp sầu riêng Mu San Kin nè. Lần trước Hân có chia sẻ là ăn cái trái sầu riêng Mu San Kin đông đá đó, Hân tự khui luôn. Còn bây giờ là Hân mua được cái hộp nè, người ta đã khui sẵn rồi cả nhà. Bây giờ mình chỉ mở hộp ra rồi mình thưởng thức thôi nha. Xem coi mình ăn trong cái trái á, nhưng mà đông đá với lại khui sẵn như thế này nè. Coi cái nào ngon nha. À, nó thơm quá trời thơm luôn. Đây, đây là sầu riêng được nhiêu nè cả nhà. Cái hộp thấy đẹp dữ lắm á, nhà nhìn nó sang trọng lắm, nhưng mà được bao nhiêu đây sầu riêng nè cả nhà. Đây, nhìn cái múi vàng ươm hấp dẫn chưa, nhìn là thấy nó ngon hơn cái trái hân khui rồi đó. Nhưng mà thử xem ăn nó có ngọt không nha, tại vì đây là loại sầu riêng đông đá á. Đây, bây giờ hân sẽ mở ra và ăn thử nha. Ở trong đây nó bọc lại nè, kiểu như hút chân không á. Sầu riêng Mu San Kin thì cái múi nó không có lớn, nó nhỏ nhỏ thôi à, mà nó vàng ươm qua nó thơm quá luôn, thơm phức luôn, thơm rất là thơm luôn. Rồi bây giờ Hân mời cả nhà cùng ăn với Hân nha. Đây, mời cả nhà. Wow, rất là ngọt luôn, ngọt dữ lắm luôn cả nhà ơi. Nhìn cái màu nè, nhìn cái màu là thấy thèm luôn à. Mặc dù nó là sầu riêng đông đá nhưng mà rất là ngon, khác hơn những cái loại sầu riêng khác nha. Cái hộp này là nhiêu đây muối nè, một muối lớn hai ba muối nhỏ là khoảng 500.000 tiền Việt Nam mất cả nhà. Ngon quá, đúng là vua các loại sầu riêng có khác. Nguyên cái hộp này có 300 gram mà, đây nó có để. Cái hộp ở trong nó lép xẹp vào cả nhà, nhỏ xíu và xẹp lép vậy nè. Bên trong nó thế này. Ngon. Đây mời cả nhà ăn muối nữa nha. Không biết sao trồng được giống sầu riêng này mà muối nhỏ nhỏ vậy nữa. Ngọt mà béo nữa, thơm nữa. Ở Việt Nam Hân có nói với cha Hân đó là trồng cho Hân hai cây này nè. Hân rất là mê sầu riêng luôn. Về Việt Nam thôi là ăn gần 20 kg sầu riêng. Nhưng mà quay trở lên đây vẫn thèm nữa, không biết sao nữa. Nhưng mà hết được ăn sầu riêng tươi rồi, ăn sầu riêng đông đá. Nhưng mà sầu riêng đông đá cũng ngon. Đây là cái loại sầu riêng nổi tiếng thế giới á, của Malaysia, ngon nhất đó cả nhà. Nhưng mà tùy theo cái sở thích của nhiều người á, có người thì thích ăn ri sáo, có người thì thích ăn mon thon của Thái Lan, có người thích ăn sầu riêng dạng sầu riêng hộp á, giống như ngày xưa của mình đó là sầu riêng khổ qua xanh đó cả nhà. Hân thì thích ăn cái loại sầu riêng nào á mà cái muối nó nhìn vàng á, vàng ươm như thế này nè, với lại nó không có bị nhão á, là Hân thích à. Nó không thích ăn sầu riêng nhão. Đây cả nhà xem cái hộp nè. Mua cái này nó hơi mắc một chút nhưng mà nó rất là ngon luôn cả nhà. Hoa nhìn nè, nhìn nó hấp dẫn chưa. Ngon lắm à cả nhà ơi. Mua cái này có một hộp mà có 5-6 muối à. Đây, ăn muối nữa nha. Nó béo. Mình ăn từ từ mình thưởng thức tại đồ ngon. Malaysia không làm Hân thất vọng nha. Đúng không? Cái gì ít ít đó mình ăn mình từ từ mình thưởng thức, nó sẽ thấy ngon hơn ha. Nhiều quá nó không ngon.
Ngon. Bé quá bé luôn, ngọt nữa. Cái loại sầu riêng trong đá này là Phan nghĩ nó là ngon nhất á. Theo Phan cảm nhận từ trước tới giờ khi mà ăn mấy loại sầu riêng trong đá. Cả nhà còn biết đất nước Malaysia có cái món gì ngon nữa cả nhà? Rồi bữa nào hơn đi chợ Việt Nam, hơn vô trong mấy cái sạp đồ ăn của châu Á đó, hơn sẽ thưởng thức thêm cái món của những quốc gia khác. Tay hơn sau khoảng thời gian vẫn chưa hết nè, nó sắp buông cái móng ra luôn rồi cả nhà. Đào thấy mồ luôn á, vì một chút bất cẩn mà nó ra nông nổi này đây. Nhỏ tới lớn không có bị dập móng vậy. Gần cả tháng rồi mà nó cũng vẫn vậy. Cái sầu riêng ngon quá nha. Ba ba muối là nó muốn ngán rồi cả nhà ơi. Hiện tại bên ngoài á, trời mùa đông rồi, không có ra ngoài hoạt động gì hết trơn á. Vườn cây của Hân á thì nó cũng ngủ đông luôn rồi. Cây có thì trụi lá, còn rau củ thì nó chết quéo hết rồi. Nó chờ có trồng rừng trồng xả thì sang năm nó sẽ mọc lên tươi tốt lại. Bây giờ không dám ra ngoài sân luôn á. Tại vì lúc hôm đi qua đây nè, hôm qua trễ, nhưng về Việt Nam chơi xong quay chơi qua đây trở lại á là trễ cái lúc mà chích ngừa cúm rồi. Thì hơn sợ lắm, bây giờ đi ra trời lạnh sợ sao bị cúm á. Tại vì có một năm hơn bị cúm á. Không phải nằm 10 ngày luôn cả nhà ơi. Mà cái cúm nó hả, nó làm mình nhức mình lắm. Cái triệu chứng nó giống như Covid gì đó. Rồi, năm ngoái ý là cái năm đó nó không có chích ngừa nha, mà hơn còn bị như vậy á. Còn năm nay không có chích cái ngừa cúm đó thì sợ á. Nhưng mà bây giờ nhiệt độ bên hơn nó bắt đầu xuống thấp rồi. Theo thông theo như là cuối tuần này á thì nhiệt độ nó có thể có xuống tới 10 độ F á cả nhà, là khoảng âm 12 độ C á cả nhà. Rồi không biết là có đóng tuyết không, có dự báo thì có tuyết không thì không có biết nha. Nhưng mà chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà Hân thấy tuyết á lại Hân lại mê nữa, Hân hay ra ngoài sân nó chơi tuyết cả nhà, và đem theo chai siro để ăn nữa cả nhà. Mong xem chờ thêm tới cuối tuần có tuyết không nha. Nếu mà cuối tuần có tuyết Hân sẽ quay cho cả nhà xem. Tuyết cái chỗ của Hân á, mà nếu như nó xuống nhiệt độ là 10 độ F á, khoảng âm 12 độ C thì tuyết nó rơi dày tới cỡ nào nha. Chứ hồi trước 4 năm trước á, Hân nghe nói á, là nó dày lên một lớp gì nè cả nhà, tới đầu gối luôn. Mà thường thì tiểu bang của Hân tuyết nó không có nhiều bằng những tiểu bang khác, nhưng mà tuyết mà nó rơi tới đầu gối là lịch sử của cái tiểu bang Hân ở rồi cả nhà. Tại vì tiểu bang Hân ở là khí hậu nó dễ chịu hơn những tiểu bang khác, nên là nó cũng có mùa nóng mùa lạnh, có bốn mùa gõ gợt luôn. Nhưng mà là nó có tuyết rơi nhẹ thôi chứ không phải là dày như những cái tiểu bang khác, mà nó rơi một năm mới chừng khoảng 3-4 lần là tối đa rồi, nó không có rơi nhiều và nó không có rơi dày. Mà nghe nói năm nay tuyết dày á thì Hân cũng phải chuẩn bị đồ ăn đồ uống và chuẩn bị cái tâm thế là ví dụ như trời tuyết á, lạnh như vậy á, không thể chạy xe ra ngoài đường được thì trong nhà mình vẫn đảm bảo đồ ăn thức uống đầy đủ nha cả nhà. Thì cả nhà sẽ đón xem cái video của Hân vào cuối tuần này thì xem có tuyết rơi không nha cả nhà. Thì bây giờ video của Hân đã khá dài rồi, Hân cảm ơn cả nhà luôn theo dõi đồng hành cùng Hân trong suốt thời gian vừa qua. Nếu cả nhà yêu thích món nào của đất nước nào thì có thể để lại bình luận bên dưới nha. Trong thời gian sớm nhất Hân có thể tìm được cái món đó và review cho cả nhà xem nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau. Bye bye.